Ông mổ không biết cái sao mà Trời. để lâu quá tiền á, sợ mù cái đầu mắt mình. Phải mổ thôi cô. Không có Phải đâu, mổ. cô nói là cô sẽ mổ. Nhiều khi cô không có trả lời về được trên ca mổ, cũng như không biết chuyện gì xảy ra, tại khối u nó là quá lớn, nó chèn ép quá bự á. Trời. Đúng. Nên là cô rất là cô lo. sợ bỏ con cô lại, cô không có về Không được. sao đâu cô, mổ là hết thôi. Đừng có. Cô hết lòng nhiều giúp đỡ cho cô của con, tại vì số tiền đó quá lớn với cô, mà không có tiền chị thì con mắt bên đây sẽ không giữ lại được. Nếu được mổ sớm thì giữ lại được một con mắt, còn con mắt cô thấy đường đi cũng được. Điện em hoài, khóc hoài, em khuyên, em gán, em khuyên nữa. Điện lên, chế ơi, mẹ bỏ em rồi, chế ơi, mẹ bệnh, mẹ bỏ em rồi. Vì em khuyên nó dữ lắm luôn đó. Bữa nay nó mới đỡ đỡ lại, như giấu nó nói không sao đâu, mẹ có tiền mẹ mổ thì mẹ sẽ hết Sợ lại. là bé sợ Vậy đúng không? sợ sợ mẹ bỏ Như người mình khuyên nó vậy đó, như nó không sao đâu, gắng có có tiền thể cho họ mẹ đi là thấy mổ. ta đừng có lo, chắc bé sợ thấy nghe bệnh như vậy đó, bé Điện sợ là mẹ mẹ bỏ. điện khóc hoài luôn, rồi em điện em an ủi nó, rồi ngày hồi hôm em cũng lên em an ủi nó, rồi bữa nay đỡ đỡ lại. Đang học đại học giống như vô học năm đầu rồi mà giờ thấy mẹ như vậy là muốn nghỉ học để đi làm. Tại không có tiền đóng học phí. Nha, 100 ngàn. Cô nhìn rõ rồi nè. Đây, 1 triệu. Cô nhập vô Chút sức đi. con chị bà nói mau hết bệnh đó cô. 2 triệu đây, cô chú tỷ ha. Rồi vậy cảm ơn chú rồi. Trời. Dạ cả nhà, thì hiện tại thì em cùng với anh em là đang ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì hôm nay em cùng với anh em là trở lại đây để thăm lại cái hoàn cảnh của một người cô mắc bệnh khối u rất là nghiêm trọng cả nhà. Thì đây cũng gần hôm nay thì cũng có em gái đi theo nè. Rồi anh chào em ha. Dạ em chào anh, chào cả rồi. nhà. Rồi hôm nay thì nhóm của anh á thì lại thăm cô Mười. Dạ. Không biết là tình hình cô Mười sao rồi em hả? Đây đứng này coi. Dạ bữa nay cô cũng mệt lắm mà. À, nghe nói là cô mới đi bệnh viện về hả em? Dạ hả? Đúng rồi. Mới đi bữa hổm cô đi lên chẩn về rồi bác sĩ hẹn là mai là phải lên nhập viện mổ. À, ngày mai. Dạ đúng. Là phải vô nhập viện để mổ. Dạ. Tại vì cô mệt, cô yếu nhất nửa bên đầu. À, là hôm bữa là giống như là anh nghe nói là hôm bữa là khi mà anh em đến thăm thăm cô xong là về là cô bị đau. Dạ đúng bị rồi. Đau nhiều nên là phải đi bệnh viện gấp. Dạ. Tối lại cô nhức nửa đầu. À, phải đi bệnh viện. Dạ. Bác sĩ nói là dạ. phải nhập viện gấp để mổ. Dạ đúng rồi. À. Là mai là bác sĩ kêu là mai lên chảnh nhập viện lần mổ. À. Đây cô là ngồi đây nè cả nhà. Đây cô ơi. Con mắt là hiện giờ là cô mắt là bị giống như một bên á, là bị sụp xuống là không có thấy được nữa. Dạ. Con chào cô nha cô. Dạ. Dạ. Quê em lại đây ngồi đi, lại đây dạ. ngồi dạ. đi. Dạ. Con gái là hôm nay con gái đi học hả cô? Con gái đi học không có về nha. Dạ. Cô ngồi xích qua đi, cô ngồi xích qua em quê nè. Là con gái là đi học ở đâu cô? Học ở Cần Thơ đó con. Là ở trên đó luôn hay là về đây? Nó ở trên đó. À. Cô cũng là nó là mai nó cũng gọi đi đi về về cô không cho. À. Xe cộ á, con nói ngày mai mẹ cũng đi rồi đi lên bệnh viện á. Dạ. Rồi người ta hẹn cô á là mai đi bệnh viện. Mà lúc 6 giờ rưỡi á không ăn không uống gì cho lại tới bệnh viện. Rồi người ta cho mình nhập viện rồi người ta không biết là người ta mổ liền hay là người ta để người ta theo dõi thì mình chưa biết á. Dạ. Người ta dặn mình đừng ăn thì mình theo nghe theo bác sĩ mình không ăn gì á. À bác sĩ để cài nước cho cô ha. Là hôm bữa là cô đi đi khám bệnh viện Chợ Gãy hả? Chợ Gãy. Ủa người sao người ta không có cho nhập viện mà người ta cho đi về chứ cô? Người ta làm giấy xét nghiệm rồi trơn rồi cái người Dạ. ta nói mình là giấy hẹn để giấy hẹn đi, người ta chưa cho mình giường nằm. Ồ. Cái giới hạn là giới hạn phía nay nè,
Dạ. Bắt xe đi, có 1 giờ gửi bắt xe đi, bắt xe lên tỉnh đó. Lên tỉnh rồi người ta mới là gặp bác sĩ rồi người ta mới cho mình nhập viện. Mà người ta dặn mình đừng ăn á. Dạ. Rồi ca mổ thì người ta chưa có nói mình á, mà phải mới là nhập viện rồi đó. Giống như là mình phải thủ tiền. Dạ, giống như bác sĩ nói được trước là phải thủ tiền để lên đó nó nhập viện. Dạ. Bữa hổm thì mấy anh em quay đó rồi về cái tối là cô nhức đầu quá trời luôn rồi là sáng bây giờ nhức quá trời nhức luôn. Dây mượn mớ đó với anh chị em cho đó, bữa hổm cộng đồng mạng cho đó rồi nhập lại rồi đưa cô lên chảnh. Đưa cô lên chảnh rồi bác sĩ hẹn là tối nay nó khuya nay đi lên chảnh là nhập viện là mổ. Dặn đừng ăn uống gì để bụng đói. Không ăn uống thì mổ. Như hôm bữa là anh em đến cũng như hỗ trợ được mấy triệu. Dạ. Nghe nói cũng mượn thêm được mấy triệu nữa. Dạ. Nghe nói hiện giờ thì khi mà vào mổ là số tiền tới mấy chục triệu. Dạ 50 triệu á. Nhưng mà cô với chú là bị thiệt bây giờ là không có đủ tiền. Dạ. Nên rất là lo là liên hệ qua anh em là cũng như là đến đây á. Dạ. Để coi như thế nào. Dây mượn người mớ rồi anh em cho vài trăm. Mắt cô hiện giờ là cô nhìn thấy không? Cô thấy tụi con không? Cô nhìn mắt này, thấy mờ mờ mắt này hẳn rồi. Nó mở bự vậy chứ nó không thấy. Mắt ở đây là không thấy. Nó bị liệt hết con. Dạ. Mình nhướng lên là nó gắt là nhức nhất hai con mắt á. Trời ơi. Mình nhướng lên vậy nó nhức bưng bưng. Sập mấy mắt là sập mắt bên trái, bên phải. Thì tính ra từ khi mà phát bệnh ra tới bây giờ là cô lúc nào cũng bị đau. Đau đầu ngủ không được, lắm nữa bên đầu nhất cô khóc. Nó đau mà ngủ không được, không gì hết trơn, nó đau, nó nhức. Cô ôm đầu. Nó nhức tay chân. Bác sĩ về có cho mình thuốc gì không cô? Bác sĩ nói là ở đây nhập viện làm giấy tục, thủ tục, xét nghiệm này kia rồi là nhập viện bác sĩ không có cho. Rồi về cái mình có bên Mạnh Hùng Quân cho tiền ở hổm ha. Dạ, có đi cái mua thuốc. Mua thuốc với chích đồ cho nó đỡ cái đau á. Tiền các mình vô nước biển đồ thêm. Trời cho nó giảm cái đau thôi chứ nó cũng không hết nữa. Vậy là bệnh viện là giống như nhập viện giống đó người ta mới điều trị cho mình. Rồi. Không có đeo, không có thuốc men gì hết. Người ta mới cho thuốc. Người ta mới nhận bệnh rồi người ta mới cho thuốc. Chứ giờ đi tới đi lui vậy á có viên thuốc nào đâu vậy chích tư rồi là vô nước biển á. Tụt huyết áp thì vô nước biển. Dạ. Chuyện nước đó, cô đó cho bà có sức khỏe gì bà không ăn được á. Không ăn cái gì được hết trơn bà ăn không nổi. Vậy là cô cũng mới vừa về nhà xong là chuẩn bị là ngày mai là mình chuẩn bị đồ đạc là mình vô bệnh viện. Dạ. Chuẩn bị phi nay đi. Phi nay là đi rồi. Phi nay đi. Sao mà mình không chịu ở chảnh thêm một bữa nữa rồi mình khám luôn rồi mình về không cái mình ở cái cũng tới ở mà bên Mạnh Hùng Quân với cô bác gần xa giúp đỡ cho mình số tiền mình mừng quá ơi. Rồi viên giả tỷ mình đi một chuyến xe có 200-300 ngàn à, rồi lỡ chúng gặp túi á giữa thành phố rồi đó tới giờ mình không có lên rồi gặp túi à, cái số tiền đó là đối với cô rất là lớn, cái tánh mạng của cô rất là cô trọng lắm. Đúng như cái số tiền đó là cái tánh mạng của mình. Đúng. Cô rất là sợ. Cô sợ mặt rồi không có tiền mổ cho cô nữa. Là cô với chú lên trên đó là giống như có giữ một số tiền. Dạ. Đó, là đi tại khám bệnh để thủ trong người. Tại mình ở nhập viện thì phải chi phí mình phải đóng cho bác sĩ hả? Không dám ngủ lại. Không dám ngủ lại. Thì đó tới giờ đâu có bước chân lên phố đâu biết nhà trọ nhà bọng gì đâu. Thì đi về cái. Về một ngày xong rồi lại đêm nay là đi tiếp rồi. Dạ, về hồi phía đó rồi giờ phía nay lại đi. Như vậy thì rất là mệt cho cô. Rất là mệt luôn. Cô biết mệt đi rằng cô biết mệt mà vì cô còn giữ số tiền cô nói tiền đi về đây cô. Mấy trăm ngàn tiền xe nhưng mà cô an tâm là cái số tiền chứ mà nhiều khi mình lên đó mình mòn mỏi mình ngủ mình cũng đâu biết được đâu. Đã đối với cô là số tiền nó rất là lớn. Cô phải đi bước chân cô phải đi về con hàng xóm mấy hôm nay là nghe cô bệnh như vậy cũng người ít ít mấy trăm cho vài trăm rồi đi quay nên cô sợ mất vài chỗ đó. Nên cô lo gì cũng đúng chứ mà cô thà mệt chịu đi xe từ trên đó mà đi về đây rồi xong như đi cô cũng biết là mệt chứ không phải không mệt. Đối với cô mệt thì cô chấp nhận mệt rồi sợ mất cái đồng tiền rồi không có cô không có mổ được. Không mổ được, cô sợ cô chết bỏ con cô. Trong cái lúc này á, cô
rất là lo. Tuy cô biết rồi, lên cho nó mổ thì cũng thực sự chưa biết như thế nào nữa, chưa biết mổ rồi như thế nào nữa, rất là lo. Tại vì người ta khối u nhỏ thì người ta đỡ, còn cái này khối u của cô quá bự, để lâu bự cô mới sợ. Cô người ta bác sĩ nó nhỏ nhỏ, người ta đi khám người ta gì. Lý do là mình cũng không có phát hiện được sớm. Đụng tới là mắt cô mới bị sụp luôn rồi. Chứ mình nghèo mình mặn bư quạo cho con mình ăn đi học. Dạ. Mình hàng ngày á rồi không có quan tâm tới bệnh thì nằm bệnh viện thì nói sốt lại kia rồi thôi đi về về khỏe khỏe chết thuốc á. Dạ. Rồi khỏe rồi đi làm tiếp. Đối với cô hay căn bệnh cô đột ngột thiệt. Tính là tinh thần mình bị sụp đổ luôn á, mình sợ á. Nghe bệnh như vậy tự nhiên mà trong người mình tự nhiên trong đầu nó mà có khối u á, rất là lo luôn, nên là chắc trong thời gian vừa rồi chắc cô thực sự ăn uống rồi không nổi luôn, bởi vì lo đó. Từ bữa mà mùng 1 nó đi khám tới bữa mùng 3 là cái cô nhất cô đau nhất ăn hộp cơm luôn đó, đau nhất hút cháo rồi một hai nổi rồi, đau đớn rồi chịu đựng hàng đêm rồi đó. Nhất là nhất nữa ban đầu là cô ôm là thứ nhất rồi, cái nó nhất lúc này là nó nhất từ miếng xuống tay luôn, xuống tay luôn, nó đau nhất. Có đi được không, đi đứng được không, chân thì đi được. Dạ. Rồi mắt mờ như người sao giờ đi đứng bánh kẹo hả cô? Không, cái đường này cứu nhà mình á, mình đi từ từ lặn từ từ mình đi được. Dạ. Nhưng mình quen có đi vô bệnh viện á, bệnh viện thì có dẫn. Có khi nhiều căn bệnh á, khi mình thấy ở ngoài á thì mình mới biết được, còn cô á giống như bình thường nó chỉ mắt là hơi ấy xuống, bệnh ở bên trong á nên đau trong đầu á, mình bởi vì nhìn cô thì đó, nếu mà bình thường thì nhìn không có biết bệnh. Khi mà khám ra, bởi vì khi phát hiện bệnh á đi khám một cái là bởi vì cả nhà táo quả luôn, nói khối u bự rồi chèn ép dây thần kinh rồi giờ đã liệt nữa con mắt, mắt đây hoàn toàn không thấy luôn. Mà nó bự, mở bự vậy chứ nó không có thấy. À mắt bên đây mở ra gì mà không thấy? Không, mở gì không thấy. Trời, sao kỳ ta? Nó yếu luôn anh. À. Nó cũng yếu. Tại vì bác sĩ nói là mình khối u bên đây nè. Khối u bên đây rồi cái gì nó nuôi gì bên đây rồi nó bị bệnh bên đây rồi nó bị bệnh luôn con mắt bên đây. Trời ơi. Con mắt bên đây thì còn sụp thiệt chứ mà nó thấy mờ mờ. Thấy mờ mờ. Vậy là khi mà lên chở nó mổ á, thì mình mình giữ lại được bên đây ha? Dạ đúng rồi, mổ thì giữ lại được con. Còn bên đây không có giữ được sao? Dạ bác sĩ nó bác sĩ cũng... người nói với bác sĩ cố gắng cố gắng giữ lại được. Bác sĩ nói với được thì giữ được bác con. Sĩ cũng gắng cố gắng, mà nếu không được thì cũng nói chung là cô chỉ mong là mình giữ lại được ánh sáng. Dạ. Ừ, rất là sợ. Rồi cô về mấy người cô sáng giờ có ngủ nghe gì không cô ơi? Hả? Ngủ không được. Vừa mệt, đi xe cộ mệt rồi lo nữa, lo. Dạ, lo. Vừa lo không có tiền đi, phải lo khi mà lên trên đó, rồi khi mà nhập viện đó không biết như thế nào. Dạ. Không biết trong những cái ngày đó như thế nào nữa. Cô chú thì đó giờ đâu có lên Sài Gòn đâu, ít không có lên trên đó nên không vô. Lên hồi nhỏ tới lớn đâu đi lên Sài Gòn. Lần đầu tiên nên cũng rất là sợ. Rất là sợ. Hai bà nắm tay nhau đi. Vô bệnh viện chơi gãy. Dạ đúng rồi. Vậy người ta hẹn mình là ngày mai hả cô? Mấy giờ là vô ngày nhập mai, viện? 6 giờ rưỡi. À, giấy bệnh là người ta giữ, người ta nhận rồi đó. Người ta nhận hết trơn, hồ sơ là người ta bỏ hồ sơ bệnh mình á, bệnh án mình sao sao người ta bỏ vô hồ sơ, người ta nhận hết rồi. Rồi hẹn 6 giờ rưỡi ngày mai mà học dẫn mình không ăn không uống á. Dạ. Vì là phía nay là mình phải đi rồi. Phía nay bắt xe đi. Nay lên xe đi rồi lặn sáng đúng 6 giờ rưỡi lặn vô lặn nhập viện. Ừ. Tính ra từ hôm bữa mà anh em mình đến đây là hôm nay là mấy ngày? 2-3 ngày rồi đúng không? 3 ngày cái gì rồi? 3 ngày. 3 ngày rồi. Hôm nay nó 3 ngày. Thì tính ra hôm đến xong là hôm sau là cô đi bệnh viện. Dạ, bệnh viện tối khám. Lại là đi. Ừ. Vì phải đi liên tục trong mấy ngày hôm nay là tính ra là đâu có nghỉ ngơi gì đâu. Dạ, cả. Đúng rồi. Đi xe, đi khám rồi đi về. Dạ. Giờ chuẩn bị để đi nữa nè. Thương cô mấy hả? Hôm nay thì con gái lại đi học rồi, không có nhà, không có gặp được. Học đầu về cô đấy, về cô bệnh viện về xe cộ á. Cô mới chưa về. Mà nếu con gái cũng đâu có đi ha, có cô chú đi thôi chứ con gái thì cũng ở nhà. Không có đi. Hơn bà đi ơn. Nếu mà ở nhà thì... Mình đi muốn bị lạ luôn.
Nhưng mình đi khám là đóng cửa là hết hả con? Đóng cửa nhà. Đóng cửa nhà. Có hai chồng đi à. Chú tự lo cho cô luôn. Ông Tài quải độ, ông Tài dính cô chú, đi. Chú đâu rồi cô? Chú đi mặn hả? Chú đi làm, chiều mấy gì ạ? Ừ. Giờ này cũng tối mà chú chưa về nữa. Chưa nhiều khi ngủ ông Tài chữ rồi á. Cơm nước là sao cô? Nấu sớm bỏ ra. Sáng dựng làm sẵn rồi để cô nè, cái bàn đó rồi để cô để đồ ăn đó, rồi bới bò bò để bới rồi ăn đó. Biết có sao rồi cái này phải dính vô cái bệnh cái thực sự thì giống như vô cái ngặt nghèo luôn đó nha. Bình thường thì không có đến nổi mà vô bệnh là khổ. Ừ. Bây giờ không biết sao nữa chứ cầu mong cho cô là mình thuận lợi lên trên đó là thuận lợi. Thực sự khi anh em mà mới ngày hôm qua tính là nghĩ là cô á là đi khám này kia là đâu có gì đâu, bây giờ hôm nay nói mai lại đi tiếp rồi. Phải bên trển đi mổ gấp gì đó nghe cũng hết hồn, anh em cũng chạy đến nè, cấp tốc vậy đó. Tại vì để bác sĩ nói để nó chèn ép lâu quá không có lên mổ được thì con mắt bên đây là nó không thấy đường luôn. Kêu hẹn. Cô phải cố gắng, nói chung là tụi con hôm nay đến đây nè thì trước nhất là hỏi thăm về cái tình hình của cô á, bên cạnh đó thì cũng có quý nhà hảo tâm khi mà đăng lên trong vòng 2-3 hôm thì cũng may mắn được một số mạnh thường quân cũng thương đồng cảm với cái hoàn cảnh của mình, cũng gửi được một số tiền nó thì không có lớn nhưng mà cũng giống như tiếp sức với cô vậy đó, để cho cô đi có tiền đi bệnh viện. Nên tụi con cũng đến đây nè để gửi cho cô nên cô cố gắng nha cô. Nhìn cô thương quá, cô khóc miếng rồi nha, cứ đến thấy anh em đến là khóc à. Thì bây giờ thì con cũng xin đọc cái danh sách ha, quý nhà tâm cũng thương cô với gia đình mình là gửi cho cô á, giống như cũng muốn là cô hết bệnh. Thực sự cái số tiền mà chúng mình quân thương và giúp nè, cũng như là bà con dòng họ mà thương và giúp cho cô giống như là cứu một mạng người vậy đó. Chứ giờ cô không có tiền, cô nằm ở nhà mà cô không có được đi mổ á, cô không nghe biết, được con mừng lắm, không biết như thế nào luôn cả nhà. Thì sau khi mà con đăng tải video cũng như anh em ở đây thì có cô Trinh Lê, chị Kiều Mỹ cũng xem được cái hoàn cảnh của mình á, rất là thương, cũng như là gửi cho gia đình mình là 5 triệu dạ để hỗ trợ gia đình của cô ha, cô Mười ha. Tiếp đó thì có cô Phan Út, chị Kiều Mỹ, thì bữa đầu anh em con đến thì cô Phan Út cũng hỗ trợ cho gia đình mình 1 triệu rồi. Thì cô khi mà biết được cái hoàn cảnh của gia đình mình thì cô tiếp tục gửi cho gia đình mình được 5 triệu nữa. Tiếp đó thì có anh Trần Tài Tình ở Sóc Trăng, anh Trần Tài Tình thì hỗ trợ cho mình là 500.000 rồi, thì hôm nay anh lại tiếp tục hỗ trợ cho gia đình của cô Mười là 5 triệu nữa ha cô ha. Tiếp đó thì có cô Bằng hỗ trợ 500.000, cô chị Nguyễn Thị Quỳnh Hương ở Đồng Nai hỗ trợ 500.000, chị Hồ Thị Hoa hỗ trợ 500.000, anh Trần Lâm Sơn hỗ trợ 500.000, chị Bảo Ngọc ở Hà Nội hỗ trợ 500.000, cô Yến Đỗ hỗ trợ 500.000, chị Kim Tuyền hỗ trợ 500.000, chị gái chủ quán phở 45 ở Sài Gòn hỗ trợ 300.000, chị Sơn Thị Hồng Nhung hỗ trợ 200.000, một mạnh thường quân không ghi tên ủng hộ cô bệnh khối u 100.000, chị gái giấu tên hỗ trợ 500.000, anh Nguyễn Úc hỗ trợ 500.000. Thì tổng số tiền hôm nay con đến cũng như là con gửi cho cô được là 20.100.000 nha cô nha. Dạ để giống như tiếp sức với cô, có thêm cho cô phụ để đi trị bệnh á, rất là nhiều quý nhà tâm cũng thương cô quá là gửi cho cô ha. Giờ thì em cũng xin phép với mạnh quân với nhà tâm là gửi số tiền này đến cho cô Mười để cho ngày mai thì cô cũng đi trị bệnh rồi cả nhà. Rất là mừng luôn, rất là mừng, có tấm lòng nhân ái. Dạ. Của mạnh thường quân như là thấy gia đình của mình đang gặp mà khó khăn thì giúp đỡ. Bây giờ con gửi cho cô tiếp cái này nha. Đây là 20.100.000 của mạnh quân ha, đây là 100.000 cô cầm ha, 100.000 cô nhìn không rõ nữa cơ nha. Đây 1.000.000 thấy không, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000, 6.000.000, 7.000.000, 8.000.000, 9.000.000, 10.000.000,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 đúng không cô? 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 triệu. Đấy. Đây là số tiền của quý nhà hảo tâm. Khi mà xem được hoàn cảnh gia đình mình á, thì cũng gửi cho cô á, cô Mười. Cô có gửi lời nào đến quý nhà hảo tâm với mình Hồng Quân không cô? Quý nhà hảo tâm giúp đỡ cho các gần xa không biết nói gì. Em cảm ơn các mạnh thường quân gần xa. Mừng không biết nói gì lại. Cô rất là mừng. Cảm ơn. Số tiền của cô mừng. Số tiền để cô muốn ăn sống của cô. Cô không nói được lên lời. Cô thương đi nha. Thì kênh của quý gia tộc cũng có ít tấm lòng á, gửi cho cô. Cũng chưa hết nữa. Thì qua kênh quý gia tộc thì cũng có là chú tỷ ở Sài Gòn là gửi cho gia đình mình là 2 triệu nữa ha cô. Đây con cũng gửi cho cô luôn. Gửi cho cô, cho cô mừng. Cho cô mừng, cô an tâm có số tiền để mình đi trị bệnh đó. Cũng mong là cô có cái tinh thần lạc quan để đi điều trị nó mới sẽ mau hết bệnh đó cô. 2 triệu đây, cô chú tỷ ha. Rồi, cảm ơn chú. Tại chú tỷ đáng lý ra là chú gửi trong cái lúc đầu, à. Nhưng mà vì là gọi không kịp á, cho nên là anh em cũng đến thăm á, thăm rồi đi về rồi chú mới gửi qua. Thì đợt sau này á, là đợt 2 nè, cũng gửi. Em thay mặt cả nhà cô xin cảm ơn các mạnh thường quân trong qua nước, các cô, chú, các anh, các chị đã giúp cho cô em được số tiền để mời cô đi mổ. Để giữ lại được tính mạng. Em rất là mừng. Cũng mừng sống em lại cho con em tiếp tục. Thật sự thì cái số tiền này giống như là cái sự sống của cô Mười vậy cả nhà. Thì bữa đầu anh em đến cũng hỗ trợ được như là 6 triệu mốt. Hôm nay đến thì được thêm 22 triệu 100 nữa. Thì thật sự thì tuy cái số tiền nó chưa có đủ. Chưa có đủ mà để cô đi mổ khối u. Nhưng mà thật sự thì cô cũng vay mượn cũng như là hàng xóm bà con cũng người ít ít cho thêm. Để cô hoàn thành cái ca mổ á. Thật sự thì rất là mừng. Cô cũng mượn thêm để mổ. Mình đâu có biết không mượn thêm. Số tiền nó chính xác là bao nhiêu đâu. Rất là nhiều mạnh Hồng Vương. Thì anh em đến thì cũng khi mà đăng bài thì cũng rất là hạn chế. Khi mà anh em mình bị cũng như là đầu năm á, kết nối rất là thấp. Nhưng may mắn thì cũng có được quý nhà hảo tâm thương và giúp cho cô đó. Rất là mừng được số tiền này. Còn nữa hả chị? Em quê cũng có tiền. Qua kênh của mấy anh đằng con chia sẻ, có mấy anh chị dòng nhà ủng hộ cho cô được mớ tiền với chị bệnh. Có tên hả chị? Em đọc luôn đi. Đọc đi, tỉnh đâu. Chị Thị 500 ngàn, chị Thấm 100 ngàn, chị Hai Thạnh 100 ngàn, quả anh Nhí 100 ngàn, bác Ba Gián 100 ngàn, bác Hai Dưỡng 100 ngàn, có một chị giấu tên gửi cho cô 100 ngàn, chị Hiếu 200 ngàn, mẹ chồng chị Hiếu 100 ngàn, chị Minh Xem ở Mỹ Hương 200 ngàn, chị Nga ở Mỹ Hương 200 ngàn. Gửi số tiền nhỏ này để gì? Được bao nhiêu? Tổng cộng là bao nhiêu? Tổng cộng được 1 triệu 8 gửi cho cô, rằng cô nhập vô cô còn chị bệnh nói với 1 triệu 8 con với cô rất cảm ơn nhiều. Em cũng thay mặt cả nhà với mấy chị đã ủng hộ đỡ cho cô, em cảm ơn cả nhà rất nhiều tấm lòng.
khi mà xem được cái hoàn cảnh của cô Mười thì rất là thương đó. Cũng ít lòng nhiều, mọi người chung tay lại để giúp cho cô á. Đây là rồi những anh em đăng lên á, thì chị Quê á, là lấy cái bài đăng lên chia sẻ cho mấy anh Zalo, Facebook rồi bà con cô bác được cũng thấy mọi người không gần ấy một ít giúp cho cô Mười. Nhìn cô Mười đáng thương đó nha, giống như vô cái ngặt này rồi giống như mọi người chung tay tiếp sức với cô cho cô vượt qua. Cái đợt hổm là cô Mười nói là sợ, mình sợ là sợ đôi mắt mình bị không còn thấy tại bác sĩ nó có nói cứ giữ thôi anh bắt cô này. Nói là sợ mà hai đôi mắt của mình không còn thấy đường nữa, thế mà trong nhà thì không có tiền, chỉ có hai mẹ con. Khi chú nghe cái số tiền mà ca mổ mà quá lớn như vậy đó, gia đình sụp đổ. Khi hàng ngày chỉ làm đủ sống thôi mà bây giờ số tiền quá trời lớn. Rất là mừng cho gia đình đó cả nhà. Khi Mạnh Thường Quân cũng thương và chung tay đó. Bên em cũng gửi cho gia đình một số tiền cả nhà. Thì thật sự thì anh em không biết nói gì hơn ngoài cái lời cảm ơn. Cùng với gia đình là cảm ơn quý nhà hảo tâm của Mạnh Thường Quân rất là nhiều luôn. Đã gửi những cái tấm lòng, những cái tình thương cho gia đình của cô Mười á, để cho ngày mai đây là cô là lên trên bệnh viện Chợ Gãy để nhập viện sao? Để sao ta tối nay hả, tối nay là đi rồi, khi nay là đi lên bệnh viện Chợ Gãy rồi, sáng tới giờ sáng là nhập viện. Bắt xe đi hả cô? Bắt xe đi, đi xe đò đi xe đò lên trên. Vì mình phải dặn là ghế đầu á cô, nằm cho mình ngồi hay nằm gì đó cho nó khỏe, tại cô bị đau đầu. Từ sáng giờ là đau nhiều, cái đau đầu làm như mình lên ngồi cái nó động từ sáng giờ cô nhức dữ lắm. Cái gì phải cần phải lên trên đó điều trị gấp á, chứ uống thuốc thì chỉ cầm cự thôi. Dạ. Cầm dây đó thuốc lại nhức bừng rồi. Trong đó nó bị khối u mà chứ đâu phải như nhức đầu bình thường đâu. Trong đó nó nổi mũi khối u. Mướn bác sĩ lại chích như nước biển, tại cô không đi được đó, rồi kiểu bác sĩ có chạm đây là người ta lại ta chích giảm lại nữa ta chích. Dạ thương cô, thì hôm nay thì cô cũng được thêm một số tiền rồi, bây giờ là cô thấy là mình có đủ số tiền để mình đi chưa vậy cô Mười? Cô cũng có dày mỏi mượn thêm á rồi, nên là tạm thời là mình giống như là mình đủ để đi bệnh viện rồi ha, chứ chưa biết như thế nào. Dạ. Khi mà vô đó thì bắt đầu người ta khám rồi để coi như thế nào nữa, chứ mình chưa biết là số tiền có đủ hay như thế nào không. Cũng có vậy. Như vậy là được, lên như thế này là mình mừng lắm luôn rồi đó đúng không cô? Mừng luôn. Chứ như hôm bữa là mình không có hy vọng để đi bệnh viện mà nằm ở nhà và đợi thôi. Đợi rồi nằm mà chịu đau. Chịu đau gì đó, có tiền mới được đi. Hôm nay rất là mừng. Xin cảm ơn, rất mừng không biết nói gì. Nằm đợi thì biết bao giờ mà mới đi được. Nhờ có em gái nè, em gái cũng liên hệ qua anh em đến đây và tiếp sức, và chia sẻ để cho Mạnh Thường Quân biết và chung tay lại giúp cho cô á, được thêm một số tiền để cô đi bệnh viện. Giờ chắc cô lo không cô? Khi mà vô đó chắc lo. Lo gậu. Gậu. Gậu biết mình mổ thế nào, con thương. Chứ nào giờ cô khỏe mạnh, cô đâu có bị bệnh gì đâu. Giờ tự nhiên dính vô cái căn bệnh đó. Đang đi làm công ty may thì gần Tết, vừa qua khỏi Tết là mùng 4, mùng 5 bắt đầu cô trở bệnh nặng rồi. Bệnh rồi. Bị tới bây giờ luôn. Không ai ngờ nghỉ luôn, nghỉ công ty chưa vậy. Người khỏe mạnh mà trở thành người sắp sửa lên ca mẫu cũng rất là lo lắm. Đi làm mỗi ngày luôn, cô không dám nghỉ ngày nào hết trơn. Tới ngày cô kiệt sức rồi, hôm nay cô cũng kiệt sức luôn. Ngã bệnh là cô kiệt sức luôn. Mới thoáng qua đó, bởi vì đâu có biết trước được điều gì đâu. Cô bệnh đau. Giờ không biết nói sao thì cô cố gắng nha, giờ cô phải nghỉ ngơi để ngày mai á. Ngày mai để tối nay chứ, tối nay mình đồ mình đi rồi. Khi nay mình đi, phải đi rồi. 11 giờ mình đi. Bây giờ cho cô nghỉ ngơi, rồi ăn uống gì vô nha cô, để ngày mai là nghe nói người ta không cho ăn nữa phải không? Không, mời không có được ăn. Vậy là mai thì dặn sáng không ăn uống gì được, không cho uống nước luôn, rồi sáng vô nhập viện rồi gặp bác sĩ. Nó bây giờ cũng có quý khán giả nè, cũng như là bà con lối xóm, rồi quý Mạnh Thường Quân nữa cũng đang theo dõi, cũng như là tiếp sức với cô, là cho mong muốn là cho cô hết bệnh đó, nên
nên là cô phải cố gắng để hết bệnh ha, để trở lại cuộc sống bình thường, đi làm, lo cho con, cho gia đình nha cô. Mong là chứa số tiền anh cô mổ xong cô khỏe mạnh. Cô đi làm. Cô đi làm nuôi hai đứa con cô, hai con cô cũng chưa có ai có vợ có chồng hết. Dạ. Nên mong muốn của cô cũng như là mong muốn của rất là nhiều người. Mong muốn cho cô hết bệnh đó. Cô cũng bớt xúc động á. Mình khóc á, ảnh hưởng đến mắt á cô. Bớt xúc động ngày mai thì mình lên ca mổ cho nó dễ dàng một chút á. Cô khi mà gặp anh em mình đến thăm, cô rất là xúc động. Ngày ở nhà thì chắc cũng không có chia sẻ cùng ai á. Con đi, chú thì cũng đi làm, con giờ đi học rồi, có một mình tôi thủi ở nhà. Đi làm mà chiều dưỡng mấy gì rồi ở nhà cũng buồn, không biết nói chuyện nha. Hôm nay anh em đến thì rất là xúc động, cũng như là nhận được cái tình thương á. Có người quan tâm thì cô cũng an ủi được phần nào á. Cô cố gắng nha. Giờ thì con cũng xin phép để tụi con về. Rồi, xin cảm ơn. Dạ, hy vọng đi lần sau tụi con đến thì cô hết bệnh rồi trở lại bình thường nha. Cũng như là thông báo đến Mạnh Thường Quân là cô khỏe lại ha. Rồi, xin Mạnh Thường Quân gần xa giúp đỡ em số tiền thì em rất là mừng. Dạ, Mạnh Thường Quân rất là thương cô Mười. Mới gửi tiền để giúp cô Mười đó, để cho cô Mười hết cái căn bệnh thôi. Thay mặt cô với Dượng cảm ơn cả nhà rất nhiều, cảm ơn các cô các chú cũng rất nhiều. Cũng cảm ơn chị, chị cũng hàng xóm thôi cũng giới thiệu giúp cái hoàn cảnh của cô, giới thiệu để giúp cái hoàn cảnh của cô có được một số tiền thì mình cũng mừng. Chứ nằm ở đây thấy gì đâu có tiền đâu mà để đi điều trị bệnh đâu, được nhiêu hay bao nhiêu. Cố gắng nha cô nha, tụi con về nha. Chúc cô là khi mà đi vô trong đó, vô trong bệnh viện điều trị bệnh là mau khỏi bệnh ha. Rồi về nha cô. Rồi có gì cũng cho tụi con biết với nha. Ít hôm mà quay lại thấy cô khỏe mạnh là mừng, cũng con mừng lắm. Mọi người cũng mừng. Yeah. Những người mà thương cô giúp cho cô cũng mừng luôn. Cả nhà thì bây giờ chắc một lần nữa thì cho em cùng với gia đình cũng như anh em ở đây là gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý Mạnh Thường Quân, cũng như quý khán giả, cũng như đồng hành cùng anh em, ủng hộ cho anh em, tạo có điều kiện cho anh em đến để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh kém may mắn ở trong cuộc sống. Thì bây giờ cũng xin chúc toàn thể quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả có thật là nhiều sức khỏe, thật hạnh phúc và bình an bên gia đình, người thân. Dạ thì bây giờ chắc anh em mình cũng tạm khép video ha. Hẹn gặp lại quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả trong những video tiếp theo. Và con chào cô nữa nha cô. Và chào em gái nha. Chúc em gái có nhiều sức khỏe luôn nha. Rồi chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo ạ.